AI sẽ giúp cho con người, nhưng ngược lại AI cũng sẽ đưa ra một cái sự đe dọa cho con người chúng ta. Chị nghĩ rằng là khi mà thời đại càng phát triển nhanh và các bạn thấy không, nó xoay chuyển mà nó có nhiều cái mới mẻ như hiện nay, thì con người chúng ta lại càng phải giỏi. Khi mà chúng ta phát triển AI và chúng ta nói rằng AI sẽ giúp cho con người, nhưng ngược lại AI cũng sẽ đưa ra một cái sự đe dọa cho con người chúng ta, đó là chúng ta có khả năng mất việc nếu như mà chúng ta không đa nhiệm. Thế cho nên là chị có một cái điều muốn chia sẻ với các bạn, đó là hãy trở thành những sinh viên đa nhiệm, hay nói đúng hơn là những người đa nhiệm. Nghĩa là đừng giới hạn mình trong một độ tuổi nào, đừng giới hạn giới tính hay là vai trò của mình ở bất kỳ một cái kỹ năng hoặc là công việc nào. Ngay từ khi là một sinh viên ở độ tuổi còn rất trẻ, em hãy biến mình trở thành một cái người đa nhiệm, vừa có thể học tốt, vừa có thể làm tốt, vừa có thể viết luận tốt nhưng cũng có thể trình bày bài luận rất là tốt, vừa có thể là một cô sinh viên chăm chỉ nhưng vẫn có thể tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu với vai trò là một MC, vừa có thể nhận tiền của ba mẹ để đi học nhưng đồng thời cũng có thể kiếm ra tiền để lo cho bản thân, thậm chí là mua quà cho ba mẹ từ khi em là một sinh viên. Và như chị nói, nếu như em trở thành một người đa nhiệm ngay từ độ tuổi sinh viên thì đó sẽ là một sức bật rất là lớn cho em khi em tốt nghiệp ra trường ở bất kỳ công việc nào, chứ không chỉ là với nghề MC.